trước rồi hả? Uống gì uống sữa hả? Sữa hả? Dòm gì? Trời đất ơi, nó dòm rồi, thấy lạ dòm. Dịch bệnh này mua thức ăn khó khăn các bạn ơi, thả bớt chim, chim hút mật các bạn. Thả bớt đi. Bài. Có bài rồi. Ai đây? Đây con này có lông nách rồi nè các bạn. Con này lông lông đốm đốm quá đẹp. Đi đúng không? Ngoài đầu. Còn đậu luôn, ăn cám được hết rồi các bạn ơi.